Ngày 20 tháng 5, Đại tá Lù Minh Phương, Phó Giám đốc Công an tỉnh, chủ trì chương trình gặp mặt chia tay cho gần 300 hạ sĩ quan, chiến sĩ hoàn thành nghĩa vụ trong Công an Nhân dân năm 2024. Sau hơn 2 năm thực hiện nghĩa vụ quân sự trong Công an Nhân dân, gần 300 hạ sĩ quan, chiến sĩ đã không ngừng nỗ lực, phấn đấu, hoàn thành chương trình huấn luyện và nhiệm vụ được giao. Có lập trường tư tưởng kiên trung, vững vàng, phẩm chất đạo đức tốt, đoàn kết, kỷ luật, hoàn thành tốt chức trách, góp phần xây dựng lực lượng toàn diện, vững mạnh, xây dựng hình ảnh tốt đẹp của lực lượng Công an Nhân dân. Phát biểu tại buổi lễ, Đại tá Lù Minh Phương ghi nhận biểu dương những thành tích và sự cống hiến của hạ sĩ quan, chiến sĩ trong quá trình công tác. Đồng thời mong muốn sau khi hoàn thành nghĩa vụ trở về địa phương, các đồng chí tiếp tục giữ vững và phát huy phẩm chất cao đẹp của người chiến sĩ Công an Nhân dân, gương mẫu chấp hành quy định địa phương, chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, đóng góp vào quá trình xây dựng và phát triển địa phương nơi cư trú.